Kiến hữu vậy? Mời. Mời. Nguy hiểm. Công tôn tiên sinh, ông có sao không vậy? Có sao không? Không sao. Công tôn tiên sinh, đúng là nguy hiểm quá. Xin thưa lỗi, làm công tôn tiên sinh hoảng hốt rồi. Không sao, không sao. Chỉ là hết hồn thôi. Tần giáo quy không cần để trong lòng. Công tôn tiên sinh nói vậy ta yên tâm rồi. Nhưng mà bình thường ông phải cẩn thận một chút. Đau kiếm vô tình, mất công làm ông bị thương. Tại sao Tần giáo quý nói câu này với ta? Không biết ám chỉ điều gì. Mong công tôn tiên sinh sớm ngày kết án, rời khỏi quyền bảo lai, tránh hại người không có ích cho mình. May quá, may quá. Cũng may công tôn tiên sinh không bị thương gì cả. Chí Cương, con cũng bất cẩn quá rồi. Chí Cương võ nghệ thua người, xin dân gia tha tội cho. Bao đại nhân, bên cạnh người có công tôn tiên sinh và Triển hộ vệ, văn tài võ tướng, đúng là như hổ mọc thêm cánh vậy. Dương gia, Tần giáo quý tuổi còn trẻ như vậy mà có võ nghệ cao cường, mới đúng thật là một vị thiếu niên anh hùng. Chúng ta đã già hết rồi, thêm mấy năm nữa chính là thiên hạ của họ đó. Ai đó? Thì ra là Tần giáo quý. Cậu ở đây làm gì? Ta đang đợi ông. Cậu đợi ta? Nghe Triển hộ vệ nói Tần giáo quý cũng rất quan tâm đến vụ án của Chu gia, chủ động hỗ trợ điều tra giúp bọn ta rất nhiều. Công tôn sách xin đa tạ ở đây. Đừng có phí lời nữa. Ta chỉ hỏi ông một câu. Đã biết hung thủ lại, tại sao chưa đi bắt người? Hung thủ? Không biết hung thủ mà Tần giáo quý nói là ai? Đến cả người ngoài ngành như ta cũng đoán ra được. Không lẽ công tôn tiên sinh thần cơ dự toán với ông không nghĩ ra sao? Nhị phu nhân như qua hậu hạ đồ cha cho Chu phu nhân chính là hung thủ. Ông nói tại sao không nhanh chóng bắt người, sớm ngày kết án đi? Bây giờ dây dưa lề mề, rốt cuộc có mục đích gì đây? Tần giáo quý nói vậy sai rồi. Kẻ giết người chết trước khi chưa có nhân chứng vật chứng xác thực, không được định tội người khác theo suy đoán chủ quan của mình. Lỡ như xử sai, vậy là đổ quan cho người tốt. Nếu đã như vậy, tại sao không tranh thủ đi tìm nhân chứng vật chứng, lấy việc công làm đầu? Không ngờ ông vẫn còn có tâm trạng đến tiệm thuốc ôn lại chuyện xưa. Cái gì? Thì ra cậu luôn theo dõi ta sao? Đúng vậy. Người quan binh không làm chuyện bờ ám, ta phải đi theo canh trừ ông, xem vụ án của Chu gia rốt cuộc ông muốn kéo dài đến khi nào. Ta nghĩ hoài cũng không hiểu. Ta và cậu không quen nhau, tại sao cậu không ngừng ép ta vậy? Đúng là không quen nhau. Nhưng mà chỉ cần có người muốn phá sự yên bình của phủ Dương gia, về công về tư, ta tuyệt đối không tha cho kẻ đó. Có phải Tần giáo quý đã nghe được những gì không? Nếu như muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Những gì cần nói ta chỉ nói tới đây thôi. Chính Dương gia đã cứu mạng của ta. Vì Dương gia, chuyện gì ta cũng làm ra được hết. Nhớ cho kỹ, trước khi ông rời khỏi quyện Bảo Lai, ta sẽ canh chừng ông như bóng theo hình. Tốt nhất ông nên ngoan ngoãn ở trong dịch quán, tuyệt đối đừng làm những chuyện vượt qua ranh giới, làm ảnh hưởng danh tiết người ta. Bằng không đừng trách ta vô tình vô. Quyện Bảo Lai.
Ngươi đứng lại đó. Cô là... Ồ, thì ra là tiểu quận chúa. Không sai, chính là ta đây. Tiểu quận chúa, sao cô lại đến đây một mình vậy? Ta hỏi ngươi, Chí Cưng ca ca có thù gì với ngươi? Sao ngươi lại hại quân ấy chứ? Ta không có. Còn nói không có nữa. Rõ ràng chính ngươi mời phụ thân ta tới đây, hại Chí Cưng ca ca bị trách một trận. Còn không phải do ngươi hại thì là gì? Tiểu quận chúa hiểu lầm rồi. Ta và Tần giáo quý không có ân oán cá nhân. Mời Dương gia đến phủ cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Ta không nghe ngươi giải thích đâu. Ta muốn lấy lại công bằng cho Chí Cưng ca ca của ta. Không biết tiểu quận chúa muốn lấy lại công bằng như thế nào? Ta phải đánh ngươi. Tiểu quận chúa, nếu như mà đánh người có thể lấy lại công bằng, do võ công của Tần giáo quý đối phó một thư sinh như ta thì dễ như trở bàn tay, nên đâu cần cô phải ra tay lấy lại công bằng cho cậu ấy, đúng không? Huống chi ngoài này người qua kẻ lại, tiểu quận chúa đánh người ngoài đường, chuyện này đồn đi xa, vậy không những ảnh hưởng thân phận của cô mà còn làm mất mặt Dương gia nữa. Cô nói có đúng vậy không? Nhà ngươi quả nhiên là miệng mồm lanh lợi thật. Hèn gì mà Chí Cưng ca ca không thể làm gì được ngươi hết. Tiểu quận chúa hiền lành rộng lượng, đừng so đo với một bá tánh như ta. Đừng tưởng nói mấy câu dễ nghe là ta sẽ tha cho ngươi nha. Nè, tiểu quận chúa, cuốn sách đó phải trả người ta, cô không được lấy. Tiểu quận chúa, đây là cuốn sách của cô nhân, mong cô hãy trả lại. Đây là sách của ông ngoại sao? Sao con chưa đọc qua bao giờ vậy? Y dược kỳ văn lục. Mẹ ơi, trong này viết những gì vậy? Tiểu quận chúa, tiểu quận chúa, ta xin cô đó, trả cho ta được không? Muốn trả thì trả thôi, ai mà thèm đâu. Đa tạ tiểu quận chúa. Bình tĩnh đi. Nè quận chúa, cô đừng manh động có được không vậy? Huynh rõ ràng thấy mẫu thân ta gặp gỡ người đàn ông khác mà, sao huynh còn kéo ta ra đây? Thật ra huynh có ý đồ gì hả? Ta đã hết cách rồi. Với cái tính bồng bột này của muội, nếu như ta không kéo muội đi, sự gì sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Nghiêm trọng thì nghiêm trọng, mẫu thân làm chuyện có lỗi với phụ thân ta, không lẽ huynh kêu ta coi như không biết gì sao? Ta không có ý này. Huynh không phải là ý này, vậy thì huynh có ý gì hả? Dù sao đây cũng không phải là chuyện của huynh, nên tất nhiên là huynh bình tĩnh rồi. Huynh có biết là tại đất đau khổ không? Ta tất nhiên là biết rồi. Ta xem nghĩa phụ nghĩa mẫu giống như là cha mẹ ruột của ta vậy. Bây giờ xảy ra chuyện này, trong lòng của ta chỉ cảm thấy đau khổ hơn chứ không thua gì muội hết. Mấy lần ta thấy họ gặp nhau, ta gần như giận đến muốn giết chết họ, nhưng mà ta không thể làm vậy. Ta chỉ có thể kìm nén nỗi tức giận này, một mình chịu đựng cảm giác đau khổ này thôi. Huynh nói cái gì chứ? Mẫu thân và ông ta không phải gặp nhau lần đầu sao? Tại sao huynh không nói cho ta biết? Sao huynh lại giấu ta chứ? Có phải là huynh bị họ mua chuộc rồi không? Ta không có. Ta không có bị ai mua chuộc. Muội hãy nghe ta nói đi mà. Ta không muốn nghe nữa. Huynh đã gạt ta và phụ thân của ta. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ta hận huynh. Ta hận huynh. Ta hận huynh. Muội cứ đánh ta đi. Ta hận huynh. Nếu như muội đánh ta, có thể trút hết nỗi đau khổ và thù hằn ở trong lòng của muội, thì muội cứ đánh tiếp đi. Ta biết hết. Ta biết muội không thể nào chấp nhận sự thật này. Nhưng mà bây giờ, ngoài việc chúng ta đợi công tôn đó rời khỏi đây ra,
chúng ta còn có thể biết làm cái gì? Sao lại không được chứ? Quỳnh có thể nói sớm ta biết chuyện họ gặp điện với nhau mà. Nói cho mũi biết thì sao chứ? Ta điện biết phụ thân của ta. Sau đó thì sao? Tình cảm của nghĩa phụ nghĩa mẫu sâu đậm như vậy, mũi cũng biết điều đó mà. Nếu như để nghĩa phụ biết được nghĩa mẫu ra ngoài đi gặp một người đàn ông khác, người sẽ nghĩ như thế nào đây? Không lẽ mũi nhẫn tâm để nghĩa phụ buồn bã đau lòng hay sao? Hơn nữa, cho dù có xảy ra chuyện gì thì nghĩa mẫu vẫn là mẹ ruột của mũi mà. Một khi làm lớn chuyện này lên, mũi nói người phải sống làm sao đây? Mũi nói người làm sao sống trong Dương phủ đi? Hậu quả này nghiêm trọng tới đâu, ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa. Không lẽ chúng ta không có cách gì thật sao? Ta đã từng thử rất nhiều cách để ngăn cản họ gặp nhau, nhưng mà họ vẫn gặp nhau như thường. Vì Dương gia, vì phủ Dương gia, ta nhất định phải đợi công tôn đó rời khỏi đây. Mùi phải hứa với ta tuyệt đối không được để nghĩa phụ biết chuyện này. Ta sợ bản thân mình không thể kiềm chế được. Không được, chuyện gì mùi cũng có thể bướng bỉnh, nhưng chuyện này không được. Mùi đừng quên nghĩa phụ tốt với mùi như thế nào. Mùi không thể hủy hoại người cha đã xem mùi như báu vật nâng niu trong tay của mình. Ta không làm được, ta không làm được. Không mà. Được, mùi nhất định phải làm được. Hãy hứa với ta đi. Được rồi, ta hứa với Quỳnh. Nhưng mà nếu như ông ta dẫn mẫu thân đi, vậy phải làm sao? Không có đâu, bảo vệ phủ nhân gia là trách nhiệm của ta. Nếu như sau này ông ta dám làm như vậy, dẫn nghĩa mẫu đi, ta nhất định sẽ giết ông ta. Chị Cương ca ca, đứng lại. Ông không phải đang đợi người sao? Người ông đợi chính là ta. Cậu, ta thay nghĩa mẫu ta tới gặp ông. Người không thể tới đây. Sao cậu biết ta và bà ấy gặp nhau? Cậu đã làm gì bà ấy hả? Nếu như ông quan tâm bà ấy, tại sao nhiều lần gặp gỡ bà ấy là mấy mang tiếng bất nghĩa vậy? Không lẽ ông không hiểu, với thân phận Dương phi của bà ấy, nếu như làm ra bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới phủ Dương gia là nghiêm trọng cỡ nào hay sao? Ta không phải hỏi cậu chuyện này. Ta muốn biết bây giờ Dương phi sao rồi. Đây là ý của ta, không liên quan tới bà ấy. Cậu không được làm hại bà ấy. Ông cứ yên tâm đi, bây giờ bà ấy bình an vô sự. Ta không tin. Nếu như cậu đã phát hiện ra chuyện này, tuyệt đối không bỏ qua như vậy đâu. Chuyện nó tới nước này, ông mới nghĩ tới tình cảm của bà ấy, không thấy quá muộn rồi sao? Không phải bây giờ Dương phi đang ở trong phủ Dương gia không? Rốt cuộc bà ấy sao rồi? Nè, cậu mau nói đi. Buông tôi ra. Không được, ta đến Dương phủ tìm bà ấy. Đứng lại. Ta đã nói rồi, bà ấy bình an vô sự, cho đến bây giờ nghĩa phụ vẫn không biết chuyện này. Hơn nữa ta cũng sẽ không nói cho nghĩa phụ biết, vì ta không muốn phá đi sự êm ấm trong Dương phủ. Nghĩa mẫu ta là một người hiểu rõ lý lẽ, bà ấy biết nếu như không gặp ông nữa mới bảo vệ được sự yên bình trong Dương phủ và tính mạng của công tôn tiên sinh. Bằng không càng lún càng sâu hơn, để rồi không có cách nào cứu vãn được. Lời cậu nói có phải thật không? Tuy ta là một người con nhà giỏ, nhưng mà trước giờ ta không hề nói dối. Công tôn tiên sinh, nếu như ông có lời muốn nói với nghĩa mẫu, có thể nói lại với ta. Đợi ta về đó rồi sẽ chuyển lời giùm ông, không sót câu nào hết. Điều này ông có thể yên tâm. Không được, ta chỉ có thể nói với bà ấy, không thể nói với cậu. Ta sẽ nghĩ đến đại cuộc giữ kín bí mật này. Ông nói mau đi, để ta về chuyển lời cho ông. Ta không nói được. Mời cậu về cho. Rốt cuộc bí mật như thế nào mà không thể cho người khác biết vậy? Nghĩa mẫu ta nói rồi, hai người chỉ là bằng hữu cũ, không hề có chuyện gì mờ ám hết. Không lẽ đây chỉ là những câu mượn cớ hay sao? Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Nếu như bà ấy không tới được, mời cậu về cho. Không được, hôm nay ta nhất định phải làm rõ chuyện này, mất công bám lấy không thôi. Nói mau, ông có chuyện gì muốn nói với bà ấy? Nếu như Tần giáo quý không chịu về, vậy thì tại hạ xin cáo từ trước. Đứng lại mau, nếu như không nói rõ, đừng hòng rời khỏi đây. Dừng tay. Triển hộ vệ. Công tôn tiên sinh, ông yên tâm, có ta huynh ấy không dám làm gì đâu. Công tôn tiên sinh, tốt nhất nhớ kỹ lời ta nói,
nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bằng không, cho dù là Triển Hộ Vệ cũng không thể nào bảo vệ ông suốt đời được đâu. Quỳnh dám uy hiếp Công Tôn tiên sinh sao? Rốt cuộc Quỳnh ấy có thù gì với Công Tôn tiên sinh mà đe dọa câu này? Không lẽ nguyên nhân trong đó cả ta cũng không thể nói sao? Khoảng thời gian này Công Tôn tiên sinh giống như biến thành một người khác vậy. Tuy đại nhân không nhắc, ta cũng không tiện nói gì. Nhưng mà tất cả mọi người đều rất lo lắng cho ông. Nếu không ta đã không xuất hiện ở đây rồi. Tình nghĩa của mọi người ta biết rõ. Chỉ là ta có thể nói gì đây? Một mối tình đã phôi phai biến mất theo gió, quả thật khó mà mở lời. Nó có thật đã phôi phai không? Nếu đúng thật là như vậy thì Công Tôn tiên sinh cũng không nhớ ra giết khôn nguôi, sinh ra những chuyện buồn phiền này rồi. Có lẽ Triển Hộ Vệ nói đúng. Đúng là ta không thể quên được. Xem ra việc của Công Tôn tiên sinh ta không giúp được rồi. Mong Công Tôn tiên sinh lấy việc công làm trọng, tạm thời gác việc riêng sang một bên, đừng tự chuốc lấy phiền não nữa. Ta hiểu, ta sẽ không để ảnh hưởng việc công. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là vụ án của Chu gia. Đại nhân, xin đại nhân tha mạng. Đại nhân. Liễu Như Hoa, bây giờ có đầy đủ nhân chứng vật chứng, ngươi còn gì để nói nữa không? Dân phụ biết lỗi rồi. Dân phụ không đã nhất thời hồ đồ vì muốn làm chính thê mà ra tay sát hại phu nhân. Bây giờ dân phụ đã hối hận rồi. Mong bao đại nhân tha thứ cho dân phụ vô tri, xử tội khoan dung. Im miệng. Hôm đó đến nay ngươi nhiều lần chối cãi không nhận, không hề có ý ra vẻ ăn năn hối cải. Nếu không phải có chứng cứ rành rành thì ngươi chịu nhận tội dễ dàng như vậy sao? Vụ án Chu phu nhân bị mưu sát, hôm nay sự thật đã được phơi bày. Dưới đường nghe phán, Liễu Như Hoa, ngươi thân là tiểu thiếp của Chu gia, không muốn cả nhà hòa thuận âm êm, ngược lại vì muốn được làm chính thê đã trộn bột trì xen lẫn vào trong cơm trắng để sát hại phu nhân Chu gia. Phạm nhân suy nghĩ tỉ mỉ, thủ đoạn lòng dạ ác độc khiến cho lòng người căm phẫn. Sau khi sát hại, ngươi vì che đậy tội ác của mình cho nên lấy người khác làm kẻ chịu tội thay. Hành động xảo quyệt độc ác của ngươi đã là trời đất khó tha, làm cho mọi người phẫn nộ. Ý đồ của ngươi quả là bị ổi, đúng là tội không thể tha. Bổn phủ chiếu theo luật lệ Đại Tống phán ngươi tội chém đầu. Người đâu? Có. Dạy bà ta vào đại lao thu hậu xử trảm. Dạ. Bãi đường. Chu Minh Đức, liên quan tới vụ án Tôn phu nhân bị hại, bổn phủ xử như vậy ngươi có hài lòng không? Đa tạ bao đại nhân, tiểu nhân cảm kích vô cùng. Công Tôn tiên sinh, tiểu nhân sai rồi. Năm xưa ông đã cố hết sức cứu phu nhân ta, ta không những không đa tạ ông, còn tin vào lời của Như Hoa, xém chút nữa giết sai người tốt rồi. Ta đúng là tội đáng muôn chết mà. Thôi bỏ đi, cũng qua 16 năm rồi, những tổn thương đó ta đã quên hết rồi. Không được, ông tha cho ta chỉ làm lương tâm ta thấy day dứt. Ông để ta bù đắp cho ông được không? Bù đắp à? Ông muốn bù đắp như thế nào đây? Ta... Ông muốn bù đắp bằng tiền phải không? Ông tưởng là chỉ có tiền có thể mua lại được thời gian 16 năm của ta sao? Ông tưởng chỉ cần có tiền có thể mua lại được tất cả những thứ ta đã mất trong 16 năm qua? Không phải vậy đâu. Không. Hay là ông muốn ngồi tù, bù đắp lại nỗi dai dứt và bất an trong lòng ông? Ông tưởng chỉ cần ngồi tù thì có thể xóa mất nỗi đau và oán hận của ta sao? Ta cho ông biết, không được đâu. Dấu ân đó in sâu trong tim ta, mãi mãi cũng không thể xóa được. Công Tôn tiên sinh, xin lỗi đại nhân,
học trò thất lễ. Xem ra vụ án này nó đã làm tổn thương Công Tôn tiên sinh quá sâu rồi. Trong lòng học trò đúng là thấy hơi oán hận, không nhắc cũng được. Chú lão gia, ông về đi. Bây giờ cho dù ông có nói gì, làm gì đi nữa cũng không cứu vãn được đâu. Nó chỉ để lại tổn thương mà thôi. Ngươi về đi. Dạ. Đa tạ Bào đại nhân và Công Tôn tiên sinh rộng lòng độ lượng. Tiểu nhân cáo lui. Vụ án đã được kết thúc. Không lâu nữa chúng ta sẽ phải rời khỏi huyện Bảo Lai. Công Tôn tiên sinh là người không vướng bận. Nếu như trong lòng ông có oán hận gì, hãy buông bỏ ở đây, đừng để trong lòng nữa. Phim được dịch biết và lồng tiếng tại Phim TV. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Đại sư huynh, huynh nói đi tản bộ mà, sao lại dẫn ta đến ngôi nhà quan này? Trời, đừng có nóng vội. Dương gia kêu ta dẫn muội ra ngoài đi dạo thì muội cứ dạo thoải mái đi. Huống chi Dương gia nhìn thấy muội vui, ông ấy cũng vui mà. Như vậy không phải tốt sao? 16 năm rồi, con đường đã thay đổi, nhà cũng trở nên hoang tàn. Nhưng mà muội thật không nhận ra chỗ này sao? Đây là nhà cũ trước kia của chúng ta. Đúng vậy, cũng là nơi chúng ta quen thuộc nhất. Là hai huynh dụ ta tới chỗ này. Trời ơi, muội nói dụ khó nghe quá. Đệ ấy thật sự có chuyện muốn nói với muội á. Không được, ta đã tự thề với lòng mình sẽ không nói với huynh ấy một câu nào. Ta không thể có lỗi với Dương gia. Nè, muội yên tâm đi, chuyện này không có ai biết đâu ha. Trời biết, đất biết, huynh biết, ta biết, sao lại không có ai biết hả? Ta tuyệt đối không làm muội khó xử. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Chỉ hỏi một câu. Trời ơi, để còn chờ gì nữa, mau hỏi đi. Tiểu quận chúa có phải là con của chúng ta không? Thúy Anh, muội đừng đi. Thúy Anh nè. Trời ơi. Đại sư huynh. Trời ơi Thúy Anh, sao muội chạy vậy? Chỗ này cũng đâu có ai. Muội nói chuyện đàng hoàng một lần với đại trung đi. Đừng để đệ ấy hối tiếc cả đời ha. Ta Thúy Anh, ta đang hỏi muội sao muội không trả lời ta. Đừng lo, ta không muốn thay đổi gì hết. Thật mà, ta chỉ muốn có một đáp án. Ta biết rồi, ta đứng đây bất tiện quá. Tất nhiên Thúy Anh không có nói gì rồi. Bây giờ ta đi ngay ha, để hai người có thể nói chuyện riêng với nhau ha. Sao muội không nói gì hết? Huynh muốn ta nói gì đây? Tiểu quận chúa thật ra có phải là con của ta không? Nó là con của huynh thì sao? Không phải là con của huynh thì sao? Dù huynh có đáp án rồi thì có thể thay đổi được gì chứ? Ta không muốn thay đổi gì hết. Nếu đã như vậy thì huynh còn hỏi để làm gì? Bây giờ đã phá được vụ án Chu gia, những ân oán ngày xưa đã kết thúc rồi. Huynh có thể rời đi mà không vướng bận. Ta không làm được. Nếu như hôm nay ta không hỏi rõ ràng chuyện tiểu quận chúa, nó sẽ mãi mãi là khúc mắc trong lòng ta, cả đời ta cũng không thể nào quên được. Không đâu, huynh đi theo Bao đại nhân, có vô số vụ án quan và đại sự triều chính cho huynh làm, huynh sẽ quên đi chuyện này nhanh thôi. Không, không bao giờ quên. 16 năm nay muội tưởng ta quên muội thật sao? Không có.
ta chỉ biết muội lấy Dương gia rồi. Thân phận của muội là Dương Phi, ta mà có lối nghĩ không nên có gì cũng sẽ dấy lên sóng to gió lớn, gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Nếu huynh đã biết rõ như vậy thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Bây giờ có nói gì cũng vô ích thôi. Nè, ta xin muội, ta xin muội đó. Kiếp này ta chỉ xin muội mỗi việc này thôi. Xin muội hãy nghĩ tình nghĩa năm xưa của chúng ta, nói sự thật cho ta biết đi. Huynh muốn biết thật sao? Đúng vậy. Nếu như tiểu quận chúa đúng thật là con ta, cho dù không thể nhận lại nó, ta cũng hy vọng có thể làm chút gì cho nó. Được rồi, nếu huynh đã muốn biết như vậy thì ta nói cho huynh biết. Bằng Nhi nó không phải là con huynh. Ê, không thể nào, không thể nào như vậy. Tiểu quận chúa tuyệt đối không phải là con ruột của Dương gia, trừ phi muội ấy có người đàn ông khác, cô ấy không nói thật đâu. Ê, trời ơi, trời ơi, sao đệ như khúc gỗ vậy nè? Dựa vào tài cán đệ, ta tin chắc đệ nhất định điều tra được tiểu quận chúa có phải là con của đệ không. Đệ không được để Thúy Anh dễ dàng đi như vậy, nhất định phải hỏi đến cùng. Đã hỏi nhiều rồi thì đệ sẽ biết cô ấy đang nói dối hả? Thôi đủ rồi. Trời ơi, sao đệ lại nói như vậy? Ta tìm đủ mọi cách để giúp đệ, chính là hy vọng đệ có thể làm rõ chuyện này. Bây giờ thì tốt rồi, cô ấy trả lời đại thôi thì đệ để cô ấy đi. Như vậy làm sao chứ trời. Đại sư huynh, thật sự đủ rồi. Được rồi, ta mời huynh uống vài chung, quên hết tất cả chuyện trước kia đi. Hoàng tiểu thư, cô kiểm tra cô đem đủ đồ chưa? Hai người các ngươi á, khiêng qua đây để rừng bên đó đi. Từ từ thôi nghe, từ từ. Ơ trời ơi, Dương gia, tham kiến Dương gia, Dương phi nương nương. Chào Dương gia, Dương phi. Chào. Sao hai người lại đến nè, đây? Cô hỏi gì kỳ cục vậy? Chúng ta phải báo với lão gia chứ. Dạ, Dương gia xin cho tôi qua nghe không? À, nhớ nói với Công Tôn tiên sinh nữa nghe. Dạ Dương gia. Dương gia, Bao đại nhân đã chuẩn bị xong hành lý, ngựa và kiệu cũng đang đợi sẵn ở bên ngoài rồi. Thiếp thấy chúng ta đừng làm lỡ hành trình của Bao đại nhân. Chuẩn bị xong thì càng tốt, không cần đợi nữa, trực tiếp dọn đến phủ Dương gia của chúng ta thôi. Không biết Dương gia đến nên không kịp nghênh đón, kính mong Dương gia thứ tội. Không dám, không dám. Học trò Công Tôn Sách ra mắt Dương gia. Dương phi. Công Tôn tiên sinh cũng khách sáo quá rồi. Ngươi và Dương phi là bằng hữu cũ, sao lại không nói sớm? Làm ta tiếp đãi Công Tôn tiên sinh không chu đáo, đúng là thất lễ quá rồi. Chẳng lẽ Bao đại nhân cũng không biết sao? Công Tôn tiên sinh là nhị sư huynh của Dương phi, hai người họ cùng nhau lớn lên trong một tiệm thuốc, mười mấy năm sau gặp lại, đúng là hiếm có đó. Thì ra là vậy. Theo bổn vương thấy, Bao đại nhân đến phủ ở chơi mấy ngày, huyện Bảo Lai là một nơi tốt đẹp để bổn vương làm tròn trách nhiệm chủ địa phương, giới thiệu phong cảnh đẹp nơi này với Bao đại nhân. Đa tạ Dương gia đã mời, chỉ tiếc là Bao chuẩn có hoàng mệnh trên người, cho nên cần phải đến những nơi tiếp theo để mà cứu giúp cho dân và giải quan cho bá tánh. Bao đại nhân chí công vô tư, bổn vương khâm phục vô cùng. Nhưng mà hôm nay về công, Bao đại nhân đã phá được một vụ án lâu năm, bổn vương cần thay mặt hoàng thượng, thay mặt trăm dân bá tánh của huyện Bảo Lai bày tỏ lòng đa tạ ơn người. Về tư, Công Tôn tiên sinh và Dương phi là bằng hữu cũ, đến phủ ở chơi mấy ngày ôn lại tình cảm xưa kia cũng là tấm lòng của bổn vương và Dương phi. Hy vọng Bao đại nhân đừng từ chối nữa. Vậy Bao đại nhân, bổn vương đã bày tỏ lòng mình. Nếu như Bao đại nhân cứ tiếp tục lưỡng lự và một mực từ chối, vậy thì hai người quá vô tình rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại thính tình của Dương gia, bổn phủ chỉ có cung kính không bằng tuân mệnh. Quận chúa, không ai được vào hầu hạ bọn họ, cả trà nước cũng không được đem vô. Cút đi.
Dạ. Tiểu Băng à, đừng có quậy phá nữa mà. Ta không có quậy phá. Phụ thân biết rõ Công Tôn Sách là người như thế nào, sao còn đối xử với họ tốt như vậy, còn mời họ tới đây chơi nữa. Ta biết rồi, đây nhất định là ý của mẫu thân. Phụ thân của ta đúng là quá hiền lành nên mới bị họ ăn hiếp. Nè, không phải như vậy đâu. Muội đừng có đoán lung tung mà. Nghĩa phụ có suy nghĩ của mình. Muội cứ dở chứng như vậy chỉ làm người khó xử thêm thôi. Ta mặc kệ. Bây giờ ta thấy ông ta ở trong phủ, đi ra đi vô dáng vẻ nghênh ngang, nhìn thấy là khó chịu rồi. Ê, muội ráng nhịn đi mà. Mấy ngày nữa là họ đi rồi. Tại sao ta phải nhịn? Ta nhất định sẽ nhân cơ hội này chọc ông ta cho bỏ ghét, làm ông ta bị bẻ mặt, gặp xui xẻo, trút giận giùm phụ thân của ta. Nè, muội không được làm càn đó. Ông ta ở trong phủ Dương gia, nếu như xảy ra chuyện gì, nghĩa phụ phải gánh trách nhiệm. Cho nên vì tốt cho Dương gia, muội tuyệt đối không được bồng bột manh động. Quỳnh cứ yên tâm đi, ta không ngốc như vậy đâu. Ta muốn chơi ông ta thì tất nhiên là làm tới mà không biết quỷ không hay rồi. Đó mới là bản lĩnh. Muội ha, muội ngoài việc khóc lóc la lối, cầm kiếm chém người lung tung ra, muội còn có bản lĩnh gì chứ? Ê, huynh đừng có xem thường người ta nha. Huynh đừng quên, ông ngoại của ta là một kỳ nhân. Trong rương của mẫu thân ta toàn là những cuốn sách y kỳ lạ thôi. Ta lấy một phần thuốc tháo dạ mạnh nhất, lén lén bỏ vô trong ly trà của ông ta, để ông ta khó chịu đến mức muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thôi được rồi, đừng có lục nữa, nghĩa mẫu sắp về rồi. Huynh đừng ở đó hối ta nữa. Đúng là tức chết đi được mà. Lục là cả buổi trời cũng không thấy đâu hết. Chỉ cần ca ca, huynh đừng chỉ đứng đó nhìn. Qua đây phụ ta tìm thang thuốc tháo dạ đi. Không kiếm được thì thôi, đóng nắp rương lại đi, chúng ta phải rời khỏi đây. Muốn đi thì đi đi, ta tìm tiếp. Nè. Ê, dưới này còn có đồ nữa nè. Ngũ thạch tán là thuốc gì vậy? Hả? Mòn xương tán. Thế ghê quá đi. Ủa, đây là gì vậy chứ? Còn cố tình để trong hộp đẹp như vậy nữa. Lạ quá. Ê, chỉ cần ca ca, nhìn nè, đây là cái gì vậy? Thuốc đoạt mệnh. Thuốc đoạt mệnh à? Phim được dịch và lồng tiếng. Mau để xuống. Phim TV. Ai cho các con đụng tới mấy thứ đó? Tại mẹ kêu cha giữ Công Tôn Thiên Sinh ở lại, nhưng con thì không muốn họ được yên ổn, nên tới tìm thuốc tháo giả hại ông ta. Bằng Nhi, còn mau để thuốc đoạt mệnh xuống. Thuốc này không màu không mùi gì, nhưng độc tính rất mạnh. Chí Cường, mau để nó xuống đi. Dạ, đi cho ta. Nè. Mẹ, nếu như thuốc đoạt mệnh độc như vậy thì tại sao mẹ còn giữ nó nữa chứ? Thật ra mẹ có ý đồ gì? Bằng Nhi, con không hiểu đâu. Đây đều là những loại thuốc do ông ngoại con nghiên cứu cả đời ra. Có thuốc cứu mạng, cũng có thuốc hại người. Khi ông ngoại con lâm chung, có kêu mẹ quỷ đi tất cả thuốc hại người, tránh rơi vào tay kẻ ác hại người vô tội. Chỉ là mẹ không nhẫn tâm quỷ đi tâm huyết nghiên cứu của ông ngoại con, cho nên mới giữ tới bây giờ. Nói tới nói lui, thuốc đoạt mệnh này cũng chỉ là thuốc độc thôi, có gì hay ho đâu. Con sai rồi. Tuy nó là thuốc độc, nhưng mà người trúng độc này, ngoài việc có một chấm đỏ ở giữa trán ra thì không tra ra được nguyên nhân cái chết. Được, giờ con lấy thuốc đoạt mệnh này hạ độc giết chết kẻ đang giết đó. Con nói cái gì chứ? Con không muốn gặp ông ta, con ghét ông ta, con hận ông ta. Câm miệng lại. Mẹ cấm con nói mấy câu này. Con nói mấy câu này sẽ bị Thiên Lôi đánh chết đó. Mẹ, mẹ giấu cha con đi gặp ông ta, mẹ mới là người bị Thiên Lôi đánh. Mẹ thấy xót cho ông ta thì con càng muốn ông ta chết. Bây giờ con đi giết ông ta luôn. Bằng Nhi, Bằng Nhi. Ê, tiểu quận chúa. Ngươi im đi. Ngươi dụ dỗ mẫu thân ta, bây giờ còn dám tới đây ra vẻ, ngươi chán sống rồi. Ê, ê, tiểu quận chúa, cô bình tĩnh đi. Hôm nay ta không để ngươi sống rời khỏi đây. Nộp mạng đi. Ê, tiểu quận chúa. Để con ngươi chạy đâu. Cô đừng manh động. Đừng manh động mà. Tiểu quận chúa, đừng làm càn. Bằng Nhi, còn mau dừng tay. Cẩn thận, đừng đâm trúng người ta. Đứng lại chứ. Bằng Nhi, đừng mà. Mặc kệ con. Bằng Nhi. Mẹ, mẹ đừng bênh vực ông ta nữa. Mẹ có lỗi với cha con, con không thể làm gì. Nhưng mà con tuyệt đối không để cha con tiếp tục bị mẹ tổn thương nữa đâu. Bằng Nhi, mẹ không có làm tổn thương cha con. Con còn nhỏ nên không hiểu được chuyện của mẹ và Công Tôn thúc thúc. Con đúng thật là không hiểu. Tuổi cha con đã cao, lại tốt với mẹ như vậy. Còn người này, ông ấy có điểm nào bằng với cha con chứ? Ta không dám so sánh với Dương gia, cũng chưa từng có suy nghĩ phá hoại sự yên bình trong phủ Dương gia.
cô hãy tin lời mẫu thân cô nói. Bây giờ người nói những lời này đã quá trễ rồi. Đừng mà, bằng gì ông ấy, ông ấy chính là cha con. Bằng gì ông ấy chính là cha con. Mẹ, mẹ nói cái gì? Nói dối, mẹ nói dối con. Mẹ không có nói dối. Đây vốn là bí mật chôn giấu cả đời. Nhưng mà mẹ không thể để con phạm tội tày trời, không thể để con giết chết cha ruột của mình. Tiểu quận chúa, đúng thật là con của ta sao? Phải. Năm xưa sau khi huynh bỏ đi, ta mới phát hiện ta có băng nhi rồi. Vì nó, ta đành lừa dối giấu giếm mọi người, đồng ý làm thê tử của Dương gia. Không, không thể nào đâu. Mẹ nói dối con, không thể nào. Băng nhi, băng nhi, tuyệt đối không được để cho Dương gia biết chuyện này. Băng nhi. Dạ. Con sao vậy Băng Nhi? Sao con lại khóc vậy? Ai ăn hiếp con sao? Cha ơi, mẹ con nói. Mẹ con nói gì? Mẹ con nói cha không phải cha con. Công tôn tiên sinh mới là cha ruột của con. Quả nhiên là ông ta. Cha, sao cha không nói gì hết vậy? Không lẽ những gì mẹ con nói là thật sao? Cha, cha. Con đừng nghe mẹ con nói lung tung. Không có chuyện gì. Sao tự nhiên mẹ con lại nói vậy? Bởi vì, bởi vì. Vì chuyện gì hả? Vì con nổi giận, cầm kiếm đuổi giết công tôn tiên sinh. Thì ra là như vậy. Cha, sao cha cười chứ? À, con đừng có buồn. Mẹ con gạt con thôi. Vì mẹ con thấy con muốn giết công tôn tiên sinh, lại không cản được con, nên đành phải nói như vậy, để con dừng tay giết ông ta. Nếu như con giết Bao quản gia, thì mẹ con cũng sẽ nói Bao quản gia là cha của con. Mẹ gạt con thật sao cha? Cha là cha của con thật hả? Ai, nhà đầu khờ. Nếu cha không phải là cha con, thì sao lại cưng chiều con như vậy? Vậy thì tốt quá rồi. Hồi nãy làm con sợ hết hồn. Con còn tưởng cha không phải cha con nữa chứ. Vậy thì tốt quá. Tức chết mà. Sao mẹ có thể nói giỡn kiểu đó được chứ? Hại con tưởng thiệt không ạ. Ông ta không thể so với cha được. Ông ta không xứng làm cha con. Thôi được rồi. Con làm càng mà còn trách người khác nữa. Nè, con đi tìm mẹ con. Cứ giả bộ như chưa nói cho cha nghe chuyện này, có biết không? Tại sao vậy chứ? Mẹ có còn nói dối như vậy thì cha phải phạt mẹ mới đúng không? Nếu mấy chuyện này đồn ra ngoài, lỡ như người khác tin thật, thì mặt mũi của cha biết để ở đâu đây? Huống chi con là cành vàng lá ngọc, lại trở thành con riêng, chẳng lẽ con không buồn sao? Dạ, con buồn chứ. Vậy là đúng rồi. À, coi như đây là bí mật của hai cha con chúng ta, có được không? Được. Băng Nhi, Băng Nhi. À, cha phải về phòng nghỉ ngơi đây, hả? Băng Nhi, Băng Nhi, mẹ. Mẹ ơi, con suy nghĩ kỹ rồi. Con vốn tức tới nỗi muốn nói chuyện này cho cha con biết. Nhưng mà, sau đó con nghĩ lại, mẹ nhất định là sợ con gây ra quả, nên mới cố tình nói dối công tôn tiên sinh là cha của con, có đúng không? Đúng là mẹ nói để hù con. Con biết ngay mà. Mẹ, con biết lỗi rồi. Sau này con sẽ không cầm kiếm làm càn nữa đâu. Được, vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Tiểu quận chúa, đúng thật là con của công tôn tiên sinh. Ta nói không sai phải không? Hả? Đại sư huynh, huynh lại nói lung tung gì nữa vậy? Nếu huynh tiếp tục bịa đặt sinh sự, thì sau này huynh đừng nên đến phủ Dương gia nữa. Ta đúng là thích nói lung tung, kiếm chuyện sinh sự. Nhưng mà chuyện này ta có bằng chứng xác thực nha.
muốn chối, muội cũng không chối được đâu. Ta không muốn nghe. Quỳnh về đi. Ta vẫn chưa nói xong mà, sao chưa gì đuổi về rồi? Ta đã nói rồi, ta không muốn nghe. Nếu như huynh còn không về thì ta sẽ cho người mời huynh ra ngoài. Người đâu? Người đâu? Không sao hết, muội không muốn nghe. Nhưng mà Dương gia rất muốn nghe. Quỳnh. Nương nương có gì can dặn? Không có gì nữa, lui xuống đi. Dạ. Ê, Thúy Anh à, ta biết muội là một người thông minh, không bao giờ làm chuyện dại dột. Đại sư huynh, rốt cuộc là huynh muốn gì đây? Trước đó mỗi lần huynh đến tìm ta, chỉ cần trong phạm vi ta có thể, có lần nào mà ta không giúp huynh không? Tại sao bây giờ huynh lại uy hiếp ta chứ? Không lẽ giữa chúng ta hoàn toàn không có chút tình cảm sư huynh muội nào sao? Xin lỗi muội, tình cảm sư huynh muội thì có nghe. Nhưng mà ta sợ sống cực khổ quá rồi, bây giờ đã đến lúc ta nên hưởng thụ vinh hoa phú quý. Vì sống vinh hoa phú quý, huynh nhẫn tâm bán đứng ta và đại trung sao? Lẽ nào huynh không cảm thấy có lỗi với phụ thân ta? Năm xưa không có phụ thân ta thì huynh đã chết ở ngoài đường từ lâu rồi. Ta biết chứ. Ta không cần huynh đền đáp gì hết. Nhưng mà huynh không thể vì bản thân mình mà hủy hoại ta và đại trung. Đại sư huynh, huynh hãy suy nghĩ lại đi. Ta biết huynh không xấu bụng, huynh không phải thật lòng muốn phá hủy gia đình ta, có đúng không? Trời ơi, không cần suy nghĩ nữa. Dù sao có nghĩ cũng vô ích à. Ta bị người ta ép làm vậy thôi, muốn làm cũng phải làm, không muốn làm cũng phải làm. Ta đã không còn đường lui nữa rồi. Ai chứ? Là ai đã ép huynh? Huynh ở ngoài thiếu nợ người ta, có đúng không? Huynh thiếu bao nhiêu ta có thể trả nợ giùm cho huynh. Ta không muốn nợ ai hết. Tóm lại nói ra cũng vô ích. Tối nay muội đem theo 10.000 lương bạc đến. Nếu như không, ta nói cho Dương gia biết. Huynh có uy hiếp ta cũng vô ích. Ta không tin huynh có bằng chứng gì. Huynh nói không có bằng chứng, Dương gia cũng sẽ không tin huynh. Được, muội không tin đúng không? Vậy ta đi tìm Dương gia, xem Dương gia có tin không. Nè, đại sư huynh, ta không có nhiều tiền như vậy. Ta biết, muội lấy trang sức đưa trước, lấy được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Có thể cho ta thêm thời gian, mấy ngày nữa ta nhất định sẽ đưa cho huynh. Không được, ta không có thời gian đợi nữa, phải đưa ngay tối này, ta đợi muội à. Ê, Thúy Anh, mùi đến rồi, mau vào trong đi. Nè, qua đây ngồi, ngồi. Ngồi xuống đi. Thúy Anh à, uống trà đi ha. Thúy Anh, mùi có đem đến không? Ê, trời ơi, Dương Phi, đúng là Dương Phi. Nhìn nè, món nào món đấy vừa nặng vừa tròn, thủ công cũng tinh tế vô cùng. Món nào món đấy cũng rất đáng giá. Đợi một lát. Chuyện ta hứa với huynh, ta sẽ làm được. Chuyện huynh hứa với ta thì sao? Hey, trời ơi, muội yên tâm đi. Ta cũng muốn muội ở Dương phủ gia được bình an vô sự, hạnh phúc suốt cả cuộc đời mà. Ta có thể tin huynh nữa không? Ta biết ta đã làm rất nhiều việc không nên làm. Nhưng mà qua tối nay rồi, muội coi như đại sư huynh đã chết rồi ha. Ta chỉ đòi lần này nữa thôi. Chuyện của tiểu quần chúa, nó mãi mãi sẽ là một bí mật ha. Câu này là huynh nói đó. Ta không tin thế gian này không có công lý. Nếu huynh dám tiếp tục uy hiếp ta nữa thì huynh nhất định sẽ gặp quả báo. Ta biết, ta biết, ta sẽ chết không được yên thân hả? Đẹp quá, đẹp quá trời.
Đẹp quá. Chắc cái này đang da lắm đây nè. Lần này ta giàu to rồi. Thuốc đoạt mệnh. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, sao kỳ lạ vậy? Đại sư huynh hẹn ta đến đây mà sao huynh ấy đi đâu? Đại sư huynh, đại sư huynh, huynh sao vậy? Đại sư huynh, đại sư huynh. Chết rồi. Hả? Là thuốc đoạt mạng. Người ngoài không có loại độc này. Không lẽ đại sư huynh tự dẫn sao? Không, không thể nào. Đại sư huynh là người tham sống sợ chết, huynh ấy không thể nào tự dẫn. Ngoại trừ hai chúng ta ra thì chỉ có Thúy Anh biết thuốc đoạt mạng này. Không lẽ cô ấy... Không, không thể nào. Thúy Anh không thể nào làm chuyện này. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. À, trên miệng ly này còn có vết son môi. Đúng thật là cô ấy. Tại sao, tại sao cô ấy làm ra chuyện này? Ta phải làm sao đây? Đây rõ ràng là vụ án mạng. Ta không thể giả bộ coi như không biết gì. Chẳng lẽ ta phải đi tố cáo Thúy Anh sao? Bái kiến Dương gia, Bao đại nhân, có chuyện không hay rồi. Đừng quản, có chuyện gì từ từ nói. Ông chủ thường bưu tiệm thuốc Bảo An Đường đã chết rồi. Hả? Đại sư huynh chết rồi sao? Đúng vậy. Hơn nữa, sư gia của Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, ở trong tiệm thuốc trong trận xác chết, ông ấy cũng đã cúi đầu nhận tội là ông ấy đã hạ độc giết Thường Bưu. Cái gì? Bảo An Đường. Ông tôi có lỗi với đại nhân, xin đại nhân tha tội. Nè, ai kêu các người trói Công Tôn tiên sinh vậy? Mau cởi trói đi, nhanh lên. Thái đại nhân, học trò biết luật mà phạm luật, tội không thể tha. Nếu như vì nể mặt Bao đại nhân mà xử lý khoan dung, không những làm ảnh hưởng sự công bằng của pháp luật mà còn xúc phạm sự chính trực vô tư của Bao đại nhân, tuyệt đối không thể. Bao đại nhân, hạ quan biết tội, xin Bao đại nhân tha tội. Rốt cuộc chuyện này là sao? Trước giờ Công Tôn tiên sinh trung thành đôn hậu, Triển mổ thật không dám tin ông có thể nhẫn tâm hạ độc một người còn sống sờ sờ đó. Huống chi ông ấy còn là sư huynh của ông, một người trọng tình trọng nghĩa như Công Tôn tiên sinh. Cho dù ông và ông ấy có mối thù sâu nặng, ông cũng sẽ nhẫn nhịn ông ấy, không ra tay hạ độc như vậy. Sự thật mạnh hơn lời hùng biện. Ta đã đầu độc chết sư huynh, dù có hối hận hay bào chữa đi nữa cũng không cứu vãn được gì. Bây giờ ta thản nhiên đối diện với sự trừng trị của pháp luật. Công Tôn tiên sinh nói thẳng, Thường Bưu đó là bị trúng độc mà chết. Nhưng Thường Bưu lại là ông chủ của tiệm thuốc, đối với màu sắc và mùi vị của các loại độc không thể nào không biết. Vậy thì làm sao dễ dàng đầu độc được? Đó là đại nhân không biết thôi. Thuốc độc học trò dùng là thuốc đoạt mệnh được đặc chế của gia sư, không màu không vị. Đợi khi đại sư huynh phát giác thì đã quá trễ rồi. Thuốc đoạt mệnh à? Đúng vậy. Triệu chứng của thuốc đoạt mệnh cũng giống như chết tự nhiên vậy.
chỉ để lại dấu vết màu đỏ giữa trán thôi. Nếu là ngõ tác có nhiều kinh nghiệm, chỉ nhìn vào là biết. Học trò đã lấy thuốc đoạt mệnh, đổ độc vào trong ly trà của đại sư huynh. Vật chứng vẫn còn đó, sau khi kiểm nghiệm, mọi chuyện sẽ rõ. Thủ đoạn ác độc như vậy, nếu không có mối thù sâu nặng thì không thể nào làm vậy được. Công tôn tiên sinh với lại Thường Bưu có thật có mối thù nặng như vậy không? Bổn phủ không tin. Năm xưa học trò học nghệ tiệm thuốc, đại sư huynh ngang tàn vô lễ, giấu trên lừa dưới. Học trò chịu đủ khổ sở, luôn ôm mối hận trong lòng. Bây giờ, hắn còn rêu ra quỷ hoại thanh danh của học trò. Học trò không nuốt trôi cục tức này, thù oán chất chồng, nên đã ra tay độc chết hắn ta. Nếu là vì trả thù trút hận, vậy tại sao ở lại hiện trường thẳng thắn thú nhận tội? Sau khi đại sư huynh chết, học trò đã hối hận, nhưng đã quá trễ rồi. Cách duy nhất bây giờ chỉ có đối mặt với pháp luật, trả giá cho tội ác mình gây ra. Vậy thuốc đoạt mệnh đâu? Tại sao Triển Mẫu chưa từng nghe công tôn tiên sinh nhắc có loại thuốc độc này? Rốt cuộc thì nói như thế nào? Thuốc đoạt mệnh nó quá độc hại rồi, cho nên ta đã quỷ đi toàn bộ dấu vết để tránh nó rơi vào tay người khác, làm hại tới người đời. Ông công tôn tiên sinh, Triển Mẫu không tin. Nếu Thường Bưu đúng là do ông giết, tại sao ông không tự biện minh cho mình? Rốt cuộc là tại sao? Quyền Bảo Lai. Tần Giáo Quý, bị giam ở đại lâu này đúng là vất vả cho ông rồi ha. Ta bây giờ đã là một người có tội, không có gì để nói. Nhưng không biết Tần Giáo Quý có chuyện gì không, sao đột nhiên lại đến đây thăm ta? Ta đến gặp công tôn tiên sinh đúng là có một việc cần phải bàn. Nhưng mà việc này liên quan tới thanh danh và tính mạng của tiên sinh, ta thật lòng không biết mở lời như thế nào. Ta đã là một tội phạm chờ xử tử, làm gì có thanh danh tính mạng hả? Không giấu gì công tôn tiên sinh, trước đêm Thường Đại Thúc trúng độc tử vong, chính mắt ta nhìn thấy Nghi Mẫu cầm một bao hành lý tới đó tìm Thường Đại Thúc. Họ nói chuyện được một lúc, hình như xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó thì sao? Cậu còn nhìn thấy gì nữa? Ta có nhìn thấy hình như Nghĩa Mẫu lén bỏ thuốc gì đó vào trong ly trà của Thường Đại Thúc. Thường Đại Thúc không hề phát giác, đợi sau khi ông ấy cầm lên uống thì giống như bị hôn mê vậy, ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Sau đó thì không thấy ông ấy đứng dậy nữa. Bây giờ ta đoán rằng Nghĩa Mẫu nhất định bỏ thuốc đoạt mệnh vào đó. Không, Dương Phi không bao giờ làm ra chuyện này. Cậu phải tin lời ta nói, người hạ độc chính là ta. Cậu đã nhìn lầm rồi. Ta cũng hy vọng là bản thân ta nhìn lầm. Ta hy vọng là ta qua mắt. Ta hy vọng Nghĩa Mẫu không bỏ thuốc gì vào ly trà của Thường Đại Thúc. Ta hy vọng tất cả những gì người làm, ta đều không nhìn thấy. Ta càng hy vọng Nghĩa Mẫu chưa bao giờ bước ra khỏi phủ Dương gia. Nhưng mà sự thật rành rành trước mắt, Nghĩa Mẫu là hung thủ giết người mà. Cậu không được nói với Dương gia. Ông yên tâm đi, tới giờ Dương gia chưa có biết đâu. Vậy thì tốt. Ta biết Dương gia đối với Dương Phi tình sâu nghĩa nặng. Bây giờ ta đã nhận tội, ta sẽ gánh lấy tất cả mọi hình phạt không liên quan tới Dương Phi. Công tôn tiên sinh bằng lòng làm vậy thật sao? Ông không có một lời oán than nào hết à? Kể từ lúc ta lên tiếng nhận tội thì ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đến chết ta cũng không đổi lời khai làm hại đến Dương Phi. Hy vọng cậu đừng kéo bà ấy vào chuyện này. Ta biết rồi. Thật ra ta cũng là vì bảo vệ Dương Phi cho nên mới tới gặp ông. Sau khi vụ án xảy ra, công tôn tiên sinh cũng vì bao che Dương Phi và phủ Dương gia
cho nên không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Nhưng mà Bao đại nhân xử án tài giỏi và nhiều kinh nghiệm, e là không giấu lâu được đâu. Sự thật này sớm một cũng bị phơi bày dưới ánh sáng mà thôi. Ta chắc chắn gánh tội này rồi. Cho dù Bao đại nhân muốn phản án giùm ta, e là còn khó hơn lên trời. Cậu không cần lo. Cho dù là khó hơn lên trời, với sự nhân hậu của Bao đại nhân và mức xem trọng Công Tôn tiên sinh, ta tin tất cả mọi người trong Khai Phong phủ đều không bỏ cuộc rửa sạch tội danh giùm cho ông đâu. Ý của Tần giáo quý là ông là trợ thủ đắc lực của Bao đại nhân, tất nhiên nắm rõ Bao đại nhân xử án như lòng bàn tay của mình. Cũng chỉ có Công Tôn tiên sinh giúp bọn ta tìm ra cách nào đó quá giải, xóa bỏ nghĩa mẫu bị nghi ngờ. Có vậy ta mới có thể yên lòng thật sự được. Ta hiểu rồi. Đây mới là mục đích cậu đến hôm nay. Quả thật ta không muốn ép Công Tôn tiên sinh vào được chết. Nhưng mà vì Dương Phi và vì Dương gia, ta đành hy sinh Công Tôn tiên sinh vậy. Tất cả mọi tội lỗi này cho một mình ta gánh vác. Ta xin Công Tôn tiên sinh thành toàn. Đại ơn đại nghĩa của Công Tôn tiên sinh ta không thể đền đáp. Chỉ cần Dương Phi bình an, cho dù kiếp sau có làm trâu làm ngựa, ta cũng đền đáp ơn nghĩa cho Công Tôn tiên sinh. Tần Giao Quy một lòng trung thành, khiến người ta khâm phục. Cậu yên tâm đi. Trước giờ Bao đại nhân xử án đều xem bằng chứng. Chỉ cần bằng chứng đầy đủ, cho dù ngài ấy không nỡ cũng sẽ xử trảm theo pháp luật. Công Tôn tiên sinh nhận tội tới giờ vẫn còn thiếu một vật chứng rất quan trọng. Đúng vậy. Không biết sau khi bà ấy hạ độc đã giấu lọ thuốc đoạt mệnh ở chỗ nào. Ta biết nó ở đâu. Đại nhân, vụ án Thường Bưu xảy ra đến nay, bổn phủ luôn tin Công Tôn tiên sinh là vô tội. Thật không ngờ cuối cùng Công Tôn tiên sinh vẫn làm bổn phủ thất vọng rồi. Học trò biết sai rồi. Bây giờ là mạng người, không phải một chữ sai là xong chuyện. Cho đến hôm nay ta đã gặp Dương Phi nương nương, cuối cùng bổn phủ đã hiểu ra. Nói, có phải là gì Thường Bưu uy hiếp và tống tiền Công Tôn tiên sinh cho nên ông mới hạ độc giết người không? Tại sao không trả lời? Dương Phi nương nương đã nói hết sự thật với bổn phủ. Tiểu quận chúa chính là con gái riêng của Dương Phi nương nương và Công Tôn tiên sinh. Thường Bưu đó lấy chuyện này ra uy hiếp Dương Phi nương nương, ông biết chuyện này không? Sự việc dinh gian qua nhiều, vì bảo vệ bí mật quan trọng này, học trò đành phải giết người diệt khẩu. Có thật như vậy không? Học trò vì bảo vệ bí mật này, cũng vì muốn Dương Phi nương nương và tiểu quận chúa có thể tiếp tục có một gia đình ấm cúng và bình yên. Học trò không còn lựa chọn nào khác. Xin đại nhân tha thứ. Không thể tha thứ được. Tình cảm này hiểu được, nhưng mà ý đồ đang xử trảm, biết luật phạm luật tội càng nặng thêm. Công Tôn Sách ơi, Công Tôn Sách, bổn phủ phát hiện mình nhìn lầm ông rồi. Ơn đức của đại nhân, học trò đành để kiếp sau đền đáp. Dẫn phạm nhân. Giải phạm nhân, Công Tôn Sách lên công đường.
tội phạm Công Tôn Sách, Khâu Kiên đại nhân. Người đâu? Có. Cậu đầu đao đợi lệnh. Khai đao. Công Tôn tiên sinh. Dương gia có lệnh, đao hạ lưu tình. Dương gia. Mong Bao đại nhân bớt giận trước. Định án khai đao là chức quyền của Bao đại nhân. Bốn Dương không có ý can thiệp, chỉ là nếu như phán sai hung án, giết oan người trung lương, thì bổn Dương không thể không lo. Dương gia, ở trên cung đường, nhân chứng vật chứng đều có đủ, có thể nói là chứng cứ rành rành. Tại sao Dương gia nói bổn phụ phán sai hả? Giỏi cho cầu chứng cứ rành rành, bổn Dương dám hỏi Bao đại nhân. Có một vụ án, nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ, nhưng mà Bao đại nhân biết rõ nghi phạm là Bị Du Quan. Vậy tội chết này, Bao đại nhân có phán hay là không? Không thể phán. Hả? Tại sao không thể phán chứ? Nếu như đó là Du Khống, thì nhân chứng vật chứng tất nhiên là giả. Bổn phủ nhất định kiểm chứng nhiều lần, tìm ra sự sơ hở trong đó để trả nghi phạm một sự trong sạch. Bao đại nhân quả nhiên anh minh. Vậy vụ án của Công Tôn tiên sinh, Công Tôn tiên sinh không những khác với người thường, thừa nhận tội lỗi của bản thân, càng khai toàn bộ vật chứng mà mình đã giấu đi. Không lẽ Bao đại nhân không thấy điểm này trái với lẽ thường tình hay sao? Dương gia nói rất chí lý, xin đại nhân suy xét. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh một lòng muốn chết. Với tài trí của Công Tôn tiên sinh, chắc rằng sắp xếp bằng chứng làm đại nhân phán tội mình, đây không phải là một việc khó. Xin Dương gia đừng nói nữa. Tất cả tội lỗi này đều do Công Tôn Sách gây ra. Xin Dương gia đừng gây trở ngại cho vụ án. Không được nhiều lời, để cho Dương gia nói tiếp ý kiến của mình. Với tài trí của Bao đại nhân và tấm lòng yêu dân như bản thân mình, bổn Dương không tin Bao đại nhân không chú ý tới nghi điểm của vụ án. Chỉ vì nghi phạm là Công Tôn tiên sinh, là người thân cận nhất ở bên cạnh Bao đại nhân. Bây giờ tội chứng đã rành rành, nếu Bao đại nhân lần nữa không chịu thăng đường xử trảm, thì sau này làm sao ngăn chặn lời đồn Bao đại nhân bao che vi tình riêng đây? Bao đại nhân làm sao có thể đi tuần khắp thiên hạ tiếp tục giải oan cho bá tánh đây? Cả đời Bao đại nhân vì nước vì dân cống hiến hy sinh, bổn Dương cảm phục vô cùng. Nhưng mà Công Tôn tiên sinh và lê dân bá tánh mà Bao đại nhân muốn cứu vớt là giống nhau, đều là một sinh mạng quý báu vô cùng. Hy vọng Bao đại nhân đừng uống nắng quá tai, nên phán đoán vụ án với lòng bình thường. Nghĩ xem, người quỳ ở dưới đây không phải là Công Tôn tiên sinh, thì Bao đại nhân sẽ làm như thế nào? Bổn phủ biết lỗi rồi. Vụ án này vẫn còn nhiều nghi điểm chưa làm rõ. Giải Công Tôn Sách về giam trong đại lao chờ ngày xét xử tiếp. Bãi đường. Quỳ.
đã tại Dương gia nghĩa hiệp lên tiếng, cuối cùng đã cứu lại được công tôn tiên sinh. Bổn Dương không hề cứu lại ai. Bổn Dương chỉ là quý trọng danh tiếng Bao đại nhân gầy dựng bấy lâu nay, không muốn Bao đại nhân phán sai hay là phán quan.